Hi fa, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Tico đây. Và ngày hôm nay cùng nhau trở lại với Bloons Steady Sex Khỉ Bu Bóng phần thứ 2. Ở trong video lần trước, mình có hỏi các bạn là hãy kể tên một bộ anime nào đó và mình sẽ cùng nhau đoán nó. Anime có thằng nhân vật là thằng học rất giỏi, một ngày nhặt được một cuốn sổ. Ồ, cuốn sổ gì đây? Sổ đầu bài. Với cuốn sổ này, mình sẽ làm chủ thiên hạ. Một bộ nói về một thằng xàm đi thuê bạn gái rồi dính một đống chuyện lùm xùm vào chuyện đó. Bạn đùa mình à? Miêu tả của bạn là nó có chữ thuê bạn gái luôn. Vậy thì đoán cái gì nữa? Chắc chắn là Naruto rồi. Chơi tiếp trò này đi Tiki. À Tiki hả? Vậy thôi để tôi kêu ông Tiki shipper qua chơi với bạn nha. Tôi giận bạn rồi, tôi không chơi đâu. Buồn. Ngày hôm nay mình sẽ chơi tạm với chế độ hướng dẫn đi, để cho biết thế nào là mùi đời cái đã. Đây chính là nụ cười chiến thắng của mình đó. Ta ta ta. Nhạc này hay quá. Chiều chiều thế nào ấy? Là mình có cảm giác về mùa xuân. Không có bồ nhưng mà vẫn vui. Ta 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 ta. Rồi cho khỉ phèn ra rồi. Đặt cái con bám dính này ra nè. Giống như nam chính của mấy bộ hai tên á. Nó kiểu như là nó nhấp nháp đấy. Thôi dừng lại được rồi. Mình tự hỏi là trong này nó bắn gì hết ta. Spaghetti hay là phô mai hay là mình chả biết nữa. Để mình nâng cấp cho nó nè. Thảm họa. Nhìn đẹp thế. Mình còn một tí tiền nữa là mình có thể nâng cấp rồi. Đây, nó có cái nón nè, dễ thương vậy. Kawaii desu. Các bạn sẽ tự hỏi là tại sao kênh của mình tên là TQ. Tại vì mình chơi game là mình luôn uống trà luôn. Nếu các bạn để ý kỹ á, thì các bạn thấy là video nào mình cũng uống một ly trà linh chi cả. Cái này không phải quảng cáo gì đâu. Nhưng mà nếu như có tập đoàn trà nào muốn quảng cáo thì cứ liên hệ với tôi nha. Tôi là một người uống trà rất là chuyên nghiệp. Đó, sản phẩm được tài trợ bởi thật ra thì không có đâu. Để tăng độ nhọn nó lên nè. Ok, có bay bắn đá luôn kìa. Oh my god. Xịn thế à. Thử liền coi. 300 mấy tiền là mình sẽ có máy bắn đá, các bạn cứ bình tĩnh. Da 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 da. Oh, cái máy này phải đặt ở đây cho nó chắc. Thôi, không xài đâu, thôi. Mình phải nâng cấp con quỷ lên máy bắn đá cái đã. Oh my god. Dễ thương quá. Tuyệt vời. Subarashi. Coi kìa, nó bắn văng tùm lum luôn. Quá đã. Mình không biết nếu như mình nâng cấp full 3 cái con đường thì nó sẽ tạo ra thứ gì ta. Một cái máy hứa diệt hả? Có khi nào? Ta ta. Bên răng mình chưa có dùng bao giờ nè. Thử coi. Cho nó tí đồ nâng cấp nè. Nếu như mình nâng cấp tới cái cuối á thì nó sẽ... Con này là máy. Ở cái nhìn xịn quá à. Đi đi này đi. Quá tuyệt. Ta ta. Khỉ cầm súng, sniper và khỉ biết bay. Mình nghĩ là mình sẽ chơi con sniper đi. Với lại là một điều mình cảm thấy rất là tò mò là mấy con thuyền này nè thì nó có để trên bờ được không ta? Mình thấy thuyền bơi rồi chứ mình chưa thấy thuyền bò bây giờ cả. Hiện tại thì mình cũng không cần phải làm gì nhiều cả. Cứ để cho cái này nó làm việc của nó đi. Mình sẽ để dành tiền. Có con này nãy giờ chưa đụng tới nó nè. Nâng cấp cho nó coi. Đó. Nhìn bộ đồ như thằng biến thái. Quá tuyệt. Giống kiểu BDSM rồi đó. Mà các bạn nhỏ quá còn không biết đâu. Khỉ sniper nè. Test hàng liền. Ồ, khỉ sniper là phải đứng tầm xa chứ. Sao nhìn nó nhỏ vậy? Lừa đảo à. Nó bắt bơ biên tử luôn á. Được luôn. Thiệt. Đó. Nón đỏ chứng tỏ bit. Mình định nói hết câu nhưng mà mình nghĩ lại thôi. Sẽ có một vài bạn bị xúc phạm. Mình yêu tất cả các bạn, ok. Ngồi trường với thằng tên Huy. Thằng Huy bạn của mình nó hứa cho mình một cái con chuột Logitech gì đó. Nó nói được 4 năm rồi mà nó vẫn chưa thấy cái gì cả. Nên là Huy à, là con chuột. Ta ta da da da. Nâng cấp được chưa? 2000 mốt kinh nghiệm. Yes. Mình có bao nhiêu tiền nhưng mà mình lại không có thứ gì để nâng cấp cả. Không có kinh nghiệm. Oh yeah. Woo. Chúng ta sẽ
chinh phục bầu trời. Nó spy mà tôi không thấy gì luôn á. Tiếp theo là tôi sẽ còn một cái pháo 50 tiền, trời ơi, nhiều ghê á. Trong khi một con chùm là 3.000 tiền. Pháo này mình chưa dùng bao giờ. Bom nguyên tử. Mình sẽ đi theo con đường hạt nhân. Nâng cấp được chưa? Khi nào đủ vậy? 3.000 đủ, tới 9.000 cơ á. Mày lừa tao rồi. Nè, các bạn thấy không? Chỉ có thằng này đã bắt được mấy cái này thôi. Tại vì là con khỉ này với mấy khỉ này nó không thấy được những con bóng ngụy trang. Đó là lý do mà trận trước mình thua đó. Thêm một tí lựu đạn nữa chứ. Mục tiêu ngay đây, chuẩn luôn. Level 2, level 3, level 4 là sao lúc nào tụi nó có mặc những bộ đồ biến thái này nhờ? Nó phải có lý do gì chứ đúng không? Mình quá non. Thật ra mình có bao nhiêu khỉ chưa mở khóa đây nè. Có con khỉ dừa nè hả? Một con khỉ, một con một trái dừa ở trong một cái xe. Lại mấy bóng ngụy trang này ghét nó ghê á. Anh hùng mới miễn phí, tuyệt vời. Mình thích đồ miễn phí lắm. Quá tuyệt, quá tuyệt. Khỉ đóng băng ngay đây. Một con nữa. Quẩy lên. Để nâng cấp cho tụi nó coi. Lần trước mình bỏ lỡ tụi nó hơi nhiều. Gì đây? Ninja làng sương mù à? Oh yeah. Nhìn ngầu quá. Còn có gì mà chưa dùng không? Trời ơi, lẹ lên đi, tôi muốn coi cái bầu dạng cuối cùng nó là... khoan, chết rồi. Mấy cái này sao đây? Đóng một tiếng qua đây lẹ. No, bóng nghị trang. No, mấy con quỷ nghị trang này. Mình cần thêm sức mạnh. Là sao để... khốn thiệt. Tay robot. Cái tay máy. Để xem tay máy thế nào. Wow, nhìn y như Cybot vậy đó. Để coi làm ăn thế nào. Mình tưởng là nó phải ngầu lắm với ông là nó quơ cái tay qua rồi nó bắn cái đó, nhưng mà không, nó để tay vậy nè, xong nó bắn chiêu, khá là phèn. Let's go. Càng người cuối thì nó càng khó hả? Thêm cái máy bắn đá nữa coi. Nâng cấp nó lên. Mày nữa, nâng cấp nó lên. Tên lửa luôn. Nè, tôi cho mọi người mùi tên lửa này nhóc. Con boss đó, đó là con boss đó mọi người. Bật skill lên. Chết rồi. Là bóng nghỉ trang nữa. Thua thiệt ơi. No. Fuck. Mình lúc nào cũng bị mấy con quỷ nghỉ trang nó lừa hết á. Let's go. Trận này là không thắng không về. Mới vô thì cho hai anh khỉ Sida này đứng canh cửa tạm tạm vậy. Đợi đến để tiền 900 mấy cái tiền để mua con quỷ này coi. Thua thiệt. Không ổn rồi. Mấy con quỷ ngu này. Ơi, thua nữa sao? Không, nó sẽ đi đường này, nó sẽ đi qua một vòng mới nữa. Không sao. Vẫn ổn mọi người, các bạn phải lạc quan lên chứ. Đặt ngay đây là hoàn hảo. Alright, nâng cấp lên một tí. Trời này đủ tiền mua anh hùng trời. Anh hùng này bắt tiền quá à, không mua được. Con khỉ nữa. Bây giờ mình sẽ chơi kiểu nông dân quê mùa ha. Mình không có tiền để đú những cái thứ xa xỉ thế này rồi. 900 mấy tiền. Trời ơi, anh hùng người ta phải miễn phí giống như Saitama chứ. Làm anh hùng cho vui chứ. À là đi đòi tiền của người dân. Đúng kỳ. Thôi mà con này nhìn đẹp quá. Sniper. Là nó có thể bắn bất cứ mọi đâu. Chỉ cần nó có tầm thôi là nó bắn được hết. Đặt nó khúc nào mà nó không bị bắn đi rồi. Đúng rồi, đặt ở trên núi được luôn kìa. Là nó sẽ bắn được tất cả mọi nơi. Wow, mình không nghĩ là chỗ này đặt được luôn á. Hoàn hảo.
Nói vậy thôi chứ mình không cần sử dụng đỡ của anh hùng đâu, mình có thể tự xử được. Nón đỏ. Kỹ năng mới, mang kính đen vô, bắn xuyên lớp luôn. 1.600, ồ trời, đắt thế nhờ. Thêm một kỹ đi. Nói chung đỡ được bao nhiêu đỡ. Con này thì nó bắn rất là mạnh nhưng mà nó chỉ bắn được một mục tiêu cùng lúc thôi. Nên là gặp cái trường hợp mà đông quá thì chịu. Một vòng nữa là đủ. Đủ rồi. Đây, chồng thấy thế nào là anh hùng. Anh hùng phun lửa. Ski. Làm gì vậy? Nó làm gì vậy? Coi kỹ năng là gì. Ồ, nó không làm mày luôn mà nó được lên level kìa. Trong khi mấy này nó bắn chích cụ luôn. Đúng là không làm mày đòi có ăn. Tiếp theo là phải nâng cấp cho cái này nè. Để cho nó bắn xuyên những cái lớp kim loại. Khỉ mới, khỉ siêu nhân. Khỉ ninja. Đây là gì? Khỉ phù thủy. Oh yeah. Mình là người chơi hệ pháp thuật. Để cho nó xử lý khúc này. Phòng ngừa tai họa về sau. Tại vì lúc chơi á là mình hay đặt ở ngay khúc đầu và đó, khúc cuối mình không để ý. Nên là hay thua lắm. Yeah, level mới. Tóc tím. Oh no, lại cái này nữa, lại cái này. Thằng quỷ này. Mấy chơi anh hùng này nó phế quá, nó không có nhìn được mấy cái con bóng này. Chơi gì nữa? Nai không? Thích nai không? Lắm bây giờ. Giờ sao ta? Không lẽ mình gặp mấy con bóng là mình thua hoài trời. Có con nào có thể nhìn được xuyên qua cái lớp áo nữa không? Chắc là mình phải thử hết mọi loại khỉ chứ sao giờ. Cho mình thì đóng băng đi. Ngay đây. Nâng cấp nó lên. Tăng thêm cái tầm nữa. Đó, nó đâu bằng nhiều cái cùng lúc kìa. Tuyệt. Đó. Thách mình đi luôn á. Kim loại. Là sao nó bay được. Đó. Băng đai ninja cộng tai nghe là combo này là hủy diệt luôn. Ôi, nâng cấp được nữa kìa. Không, mình cần có cái lớp kính để bảo vệ bản thân mình khỏi mấy con quỷ tàn hình. Bắn 3 mục tiêu cùng lúc. Đỉnh quá rồi. Bắn 2 viên cùng lúc nữa kìa. 2 mục tiêu. Bắn 3 lần nghĩa là 6 mục tiêu cùng lúc. Quá tuyệt. Chặn được mục tiêu rồi, khốn nạn. nó không kịp ra ngoài luôn kìa, nó bắn chết luôn. Đó, mấy cái này thì chỉ có con quỷ này thấy được thôi. Còn lại là thu hết. Mày thấy không, mấy này nó mù rõ ràng mà. Bắn nó, cố lên. Nhiều thế. Tin tưởng mọi người ơi. Sincere. 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 Believe. Chả biết, mình không biết tiếng Nhật. Con này làm gì đây? Đứng ở chợ không à. Tao không mua gì mày về để mày làm cảnh nha. Mày muốn làm chú khi buồn không? Ủa siêu nhân. Oh yeah. Nó to khủng bố luôn. Cần coi nó phóng kìa. Nó phóng với tốc độ khinh người luôn á. Ok. Giờ này thắng chắc rồi. Rồi bắn nhìn đảo à. Giờ nó không đập tay nữa mà nó gồng luôn. Oh no. Là cái thứ này. Cái này ghê á. Lần gặp nó cũng thua. Ôi là mình thắng rồi. Mình vượt qua được cái nỗi sợ của mình rồi. Con này có khả năng gì đây? Thôi mình muốn chơi khỉ hóa học hơn. Tại vì mình yếu môn hóa. Mình mong là chơi game này giúp mình học hỏi. Nó làm cái gì vậy? Là nó quăng cục thuốc vô mấy con nãy hả? Vậy thôi hả? Mày đùa tao ơi. Nếu như mình học hỏi được điều gì từ game này á, là con này nó phế phải rồi. Có vẻ như là mình không còn nâng cấp được nữa rồi. Ô siêu nhân, để coi siêu nhân nâng cấp. Bắn laser. Thay vì là ở trong giai đoạn này biến thành chú luôn kìa. Đây là người máy, đây là Batman. Ok. What? Ngầu vãi. Chắc là sau này mình sẽ bỏ anh hùng đi. Mình nguyện là phế không mấy khỉ bình thường nữa. Trong mỗi kèo đánh tay không thì rõ ràng con này nó yếu con này rồi. Oh yeah, đã bắn 3 laser cùng lúc. Quá xịn luôn. Nhìn thì hình như Masty vậy đó. Còn con này thì nó chả biết làm gì luôn á. Để cho tí sức mạnh coi.
phụ nữ tối thượng. Người chơi hệ zombie. Ồ, xịn nè. Thôi chơi hệ zombie đi. Muốn coi nó như thế nào. Nhìn cái vẻ trí thức đấy nhưng mà chả làm được gì cả. Đúng là phế vật. Đúng là từ lúc có siêu nhân này thì mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Ồ, để coi sniper gánh tay mọi người. Đấy, mình chỉ cần gắn thêm một con siêu nhân nữa là mấy này nó khóc tiếng chó luôn. Nâng cấp cho này coi. Người chơi hệ phép thuật. Nhìn này nó có vẻ điên điên à. Được á. Để mình nâng cấp cho mấy quỷ này coi. Nhìn tụi nó phế thế tội luôn á. Gì đây? Từ từ, để cho các bạn coi nè, cái này thú vị nè. Fan cứng của khỉ siêu nhân. What the fuck? Là đây. Đây là anh hùng đang chiến đấu cùng với fan của mình. Thêm con sniper nữa coi. Đây. Ngay đây nữa. Nếu như Einstein là thông minh nhất hả? Thì mình đứng thứ hai. Nữa không? Được luôn. Mình nhét hết luôn cái đàn sniper như này luôn. Thiệt chứ. Mấy này đứng canh ngay cổng nên mấy cái này không ra khỏi cửa được luôn. Nâng cấp thôi. Ồ, kinh nghiệm. Chắc là chơi theo chiến thuật này đi. Ồ, bộ đồ nhìn đẹp quá à. 7.000 tiền. Có thể triệu hồi những cái bao tiền từ trên trời rơi xuống. Này coi như nè, nó không cho ra ngoài luôn. Vị trí phun lửa. Ơ, thằng quỷ này. Mình kêu là nó phun lửa về kẻ thù, không phải là phun lửa về cái cây này, mày bị ngu hả? Khỉ này nhìn có vẻ ngầu. Con này bán ra đi, nó phế quá. Anh hùng gì đâu á. Coi là được gì. Con này là... nó dùng sức mạnh gì á? Nó quăng những cái sừng hả? Thôi, chuẩn bị. Nâng cấp tới cấp độ cuối. Oh yeah. Chuẩn bị nó sẽ có bao tiền từ giờ rơi xuống mọi người. Ủa rồi cái bao tiền tôi đâu? Lừa tao. Ủa, bao tiền tôi đâu rồi? Khỉ chúa 35.000. Để mình tăng cái tốc độ bắn nữa coi. Mình sẽ nâng theo con đường tốc độ. Mấy này mình đã nâng quá cao rồi, mình không thể nào cho tốc độ được. Nó bị khóa mất tiêu rồi. Chán ghê. Để boss cuối nè. Không phải boss cuối, mình mới mang 60 thôi. Đây là boss gần cuối. Vẫn quá non. Khỉ ninja. Oh yeah. Con băng nghe đây đi. Vậy là nó quăng phi tiêu hả? Naruto cái gì đâu. Ồ, đủ tiền nâng cấp rồi kìa. Nó bắn nó mặt trời. Tuyệt vời. 23.000 tỷ. Này cái thằng khùng này không có thể đủ như nó tiền á. Rồi cái thằng này nó lừa đảo rồi. Rõ ràng là nó kêu sẽ có một hộp tiền rơi xuống nhưng mà thất vọng. Ồ khoan. Ồ mình thấy dùng nè. Ồ nãy giờ mình quên dùng mọi người ơi. Chứ không phải là không có. Ngu ghê ta. Punk. Đây. Fan hâm mộ của siêu anh hùng. Ok. Tám ngàn tiền thì mới được làm siêu nhân. Ồ, làm anh hùng là cái giá rất là đắt phải trả. Gì vậy trời? Nó còn yếu hơn cả cái phiên bản dở nhất của con siêu nhân nữa. Mà máy bay siêu cường lực cường quốc. Nói chung là rất là mạnh. Ok. Còn này nó có tác dụng gì à? Nâng cấp lên coi. À, đây là phù thủy. Cái này nhìn đẹp đó, mình sẽ theo con đường này. Ta-da! Để coi còn chèm con sniper rồi nữa được không? Chọc quá rồi. Đây là gì? Khỉ... hỗ trợ. Cái gì hả? Có luôn hả? Sao mình không biết? Nó làm được gì? Coi nâng cấp gì nâng cấp đi. Tại vì tôi sẽ tới màn cuối rồi. Thế nhưng mà coi thường quá thì mình thua đó. Tăng tốc độ tấn công.
Shuriken. Rồi xem Shuriken. Tiền nhiều thế. Đây là skill gì đây? Cái gì vậy? Cái như là fan hâm mộ, skill fan hâm mộ, skill gì vậy? Ồ, là biến thành siêu nhân các bạn ơi. Ồ, có nghĩa là trong một thời gian ngắn nào đó nó sẽ biến thành siêu nhân trong chút lóc. Chút lát. Trời ạ. Tâm hồn phục thù. Đẹp đấy. Nhưng mà coi làm gì đâu mà nhìn nó quẩu quá vậy. Thôi, còn vài màn nữa thì mình sẽ ráng lên 2-3 ngàn tiền. Thôi không kịp đâu. Chắc là phải nâng cấp hết cho rồi. Chứ không là mình xem thường nó mình thua đó. Đây là cái gì đó? Có thể tạo ra những cái con đường gai. Là sao? Là thả gai. Đây là đinh tặc. Thằng nâng hết đi. Để hoài thua á. Là có mỗi thứ một chút. Các bạn coi nó thả đinh kìa. Cái máy này khỏe quá à. Tăng phép thuật. Vậy là mình không theo con đường zombie được rồi. Mình thích biết thành zombie vậy á. Con này thì sao? Chưa nâng cấp của mình nữa chứ. Đó. Rồi cái này hơi khó nè. Máy bay này tới đây mà nó chưa có vỡ. Ôi cái gì? Nó đẻ thêm máy bay con hả? Mày hát à? Rồi 2-3 ngàn tiền. Mình nghĩ là được đó mọi người. Nếu như nãy giờ mình không phí tiền vào những thứ khác thì mình đã có thể dựa vào con đó rồi. Ôi ôi ôi. Trời ơi, cái này hơi nguy hiểm, cái này hơi nguy hiểm. Gắn gì đây ta? Mình còn rất là nhiều tiền. Vậy thôi, để cái màn gần cuối á thì mình sẽ bắt đầu dùng hết tiền. Có thể biến tiền thành nhiều thứ khác nữa. Ví dụ là cây chuối hả? Có thể làm được gì cho mình? Là nó có thể để ra tiền. Ok. 23 ngàn tiền. Đủ á, thôi cái này đủ, chắc chắn đủ luôn. Mọi người tin tưởng mình. Đây là màn cuối rồi nhưng mà mình cũng không có đủ. Giờ sao đi ta? Khó xử quá à. Thế thôi cứ ráng chết cái... Nói chung là để tiền thì uổng quá. Mình sẽ nâng cấp hết luôn. Có gì thì nâng hết. Nè cho mày tí sức mạnh nữa nè. Mày nữa. Nó thích tạo ra súng. Đó. Đó, hội fan cứng của Superman. Bắn ra phi tiêu gai. Tăng độ chính xác. 14 ngàn tiền, có thể mở khóa được. Wow. Cái gì á? Mình mới biết luôn á. Oh my god. Quá tuyệt mọi người ơi. Wow. Nhưng mà mình không có cơ hội để dùng rồi. Không có thể, 14 ngàn tiền có thể được. Có thể được. Trời coi nè, nó đen thui luôn. Sao mà qua được. Đó, ố qua được luôn hả? Mạnh đấy vậy. Rồi, 13 ngàn tiền. Vẫn không đủ. Màn cuối đây nè. Đây là thứ to nhất luôn á. Để mình đủ. Yeah. Nhưng mà cái này phải có thời gian hồi. Ồ, kèo này căng rồi nha. Tới đây mà thua nữa chắc mình đập đầu chết luôn á. Phanh cứng của khỉ, biến hình. Woo. Yay, win. Mặc dù khá buồn là mình chưa thể nâng cấp lên con khỉ mặt trời được. Với lại thì mình cũng chưa có khả năng, có thời gian để dùng cái tuyệt chiêu của nó. Nhưng mà dù sao thì chúng ta đã có 200 đô rồi.
rất là tuyệt. Và để chúng ta ăn mừng chiến thắng này thì các bạn hãy để lại cho mình một like, một share, một subscribe và kênh video khác của mình ở phía bên trái và bên phải. Hẹn các bạn ở đây lần sau. Mình là TKO. Bây giờ thì